từ lúc mà cháu sang nhà bác bao nhiêu ngày tháng vừa qua, tới cả cái quất bác cũng nhận của nó. Sao bây giờ bác đồng ý cho nó đi mua dẫn đi mua đồ Tết nữa? Không có sao đâu bác nhỉ? Không có gì cùng thôi. Bây giờ anh muốn như nào? Bây giờ anh muốn em bỏ nó luôn, đừng yêu nó nữa. Em tin nó làm cái gì? Thế bây giờ kể cả tôi có xấu xa, tôi có đối xử đều với cả anh và mẹ anh em với tôi à? Anh vẫn yêu em. Còn bây giờ ấy, mày đi cho tôi làm gì? Mày cút luôn đi. Thôi từ từ anh. Bình tĩnh anh ơi. Thật ra từ trước đến giờ là bọn tôi với cả Thư chỉ là thử lòng ông thôi. Chứ bây giờ ông cứ thử theo là thử lòng anh à? Tôi chỉ thử lòng thôi. Thử lòng nè để xem cháu có yêu với Thư. Đúng rồi đấy. Yêu em yêu em yêu em mãi chỉ mình em thôi. Dù có ra sao sẽ chẳng thể chia đôi. Tương lai xa vời xin giữ nụ cười trên môi. Miệng đời cứ chê cứ để mặc thời gian trôi. Yêu đi yêu đi yêu đi em đừng ngại chi. Đã chọn yêu em sẽ chẳng thể chia ly. Cứ giữ lý trí đừng vội vàng quay đi. Vì anh thật lòng muốn cho em biết. Love you baby. Đấy ạ, anh lúc trước em đánh anh có đau không? Đấy mày đùa. Lúc trước mày là anh đã bảo với chị Thư với kia cả mày là chỉ thử lòng kia thôi mà mày đánh như thật đi, đánh về anh còn đau. Còn đau đâu anh. Cái đồ nhưng đùa. Mà em phải thật mới anh tin tin chứ. Nhưng mà anh cháu hiểu chưa? Thằng Kiên ý, nếu mà lên là cũng là một là thử hai là mình cũng đánh. Thằng Kiên là nó thật lòng thì nó mới như thế đấy ạ. Nó yêu vâng. Thư Bác. Nhưng nếu mà nó không thật lòng yêu Thư Bác thì nó cũng kệ thôi. Đúng rồi ạ. Nó có khi nó chỉ đánh một hai lần vẹn rồi thì xong nó bỏ. Vâng. Nhưng mà anh Kiên yêu thật lòng mà. Thật lòng đâm ra nó mới gây ra mọi chuyện. Cháu không thể yêu nổi. Nhưng mà sau thời gian này mới thấy là anh Kiên thật lòng với con. Đúng rồi. Anh Kiên tu trí làm ăn hẳn nè chị ạ. Ơ. Đây rồi này. Rồi anh em nữa. Thì đây em bảo vừa chuyện là vừa nói chuyện nè, thằng Kiên rất yêu cái Thư Bác thật lòng đó. Thế nên nè nó mới chặn thằng Quen này, nó đánh nhưng Quen không thể yêu nổi đâu. Đấy nhưng thằng Kiên là nó không phải mà đùa mấy anh em là biết rồi mà có Kiên mà mấy anh em đánh anh như thật đấy. Không phải diễn ra con đầu đâu anh, thì diễn như thật mà. Bây giờ có thử nào anh Kiên bắt nữa xem là anh Kiên có thằng địch. Ừ, chị Thư này. Nhưng mà công nhận đâu. Mấy nhà anh bảo mà công nhận là anh Kiên nhất chị Thư nè. Anh Kiên yêu chị Thư nhiều như thế thì mới làm thế. Đúng rồi. Chị nha em sướng nhất chị rồi. Em sẽ ngày gì đánh một kiểu anh ấy ghen quá ấy. Nhưng mà sợ lắm ấy. Ghen mà. Chị cũng bảo là chị lên kế hoạch như thế để nhờ mọi người xem là anh Kiên anh có như chị thật lòng không. Để xem là bao nhiêu thời gian qua là anh Kiên anh đối xử với chị như thế nào. Vâng, thì sau mọi chuyện thì chị vẫn thấy là anh Kiên rất là tốt. Anh vẫn yêu thương chị thật lòng. Đúng rồi. Tức là chị dù có xấu xí, xấu xa như thế nào mà anh vẫn một lòng anh với chị. Vâng. Thì chị rất là biết ơn như thế. Vâng. Anh ạ. Thôi anh bây giờ anh em mình thử lòng lần nữa anh. Thử lòng lần nữa đi anh. Anh gọi cho anh Kiên đi. Sợ máy anh gọi anh kia không nghe đâu. Đâu bình thường thôi, sao đâu? Bình thường có gì đâu. Bác gọi cho vợ xem anh chơi. Alo. Anh nghe giọng Thư biết ngay mà sợ. Kiên à? Anh qua nhà em đi, qua nhà em ăn cơm nha, bố em bảo là sao ăn cơm. Đấy kia sướng lắm ấy. Sướng lắm. Đây anh nhá. Khoái. Và sẵn rồi. Anh hiểu đi, mấy anh em đi. Để anh cứ cần Thư. Bây giờ để anh ra rồi. Mẹ ở đây vẫn chân là Thư. Khoái. Anh kia không biết đâu. Cứ giả vờ đánh nhau đi, giả vờ sắp đánh nhau ấy. Đấy đây. Anh Kiên chắc giờ sắp ra rồi đấy. Ui đến rồi đây. Anh Kiên đến rồi. Đánh nhau anh ạ. Nó và điêu anh ạ. Sao? Thì chơi nhưng mà cái cháu cứ ấy trước mặt chúng nó đánh nhau. Bây giờ to với anh Quang mình đi chơi với nhau. Còn mấy bọn này nó cứ xuống vào. Đâu cứ xuống vào thế nào? Chơi là như thế nào? Phải đánh như ai cho yêu nó. Anh Quyên em bao nhiêu ngày tháng vừa qua rồi em vẫn không nghe anh thế nào nhỉ? Bây giờ chẳng cần quyền yêu yêu tôi nhiều quá rồi. Thích tôi. Bây giờ tôi xin bác kể. Con Thư đi chơi sắm Tết. Vâng đúng rồi. Một hai ngày kệ nó. Thôi bây giờ em phải tin anh đi chứ. Tết hết rồi em đi tới đó làm cái gì? Về đi đi. Cả tôi đi sắm Tết thôi đây là một đống này. Thôi gì à? Ra mà đừng có sắm Tết cái gì? Mày bỏ tay tao luôn.
bất tử. Wow. Tiền tao mua về, tao mua cho thư nhiều thứ. Mày mua được cái gì? Nhiều thứ cái gì? Thọ nhiều thứ cái gì? Bay vó rồi kiểu cặp sách các kiểu đấy. Này, thôi. Thứ tao mua được cho thư hết, hiểu chưa? Mày ê cút, được chưa? Mày tiền thì đéo có mà mày cứ bậy nè. Lời tao cả thư này tao sắm cái thư. Bỏ tay ra. Này đừng có động người ta. Ta không có, anh tao thư lòng. Cặp tay tao đây này. Cặp tay giờ tao với anh Quang yêu nhau, anh lại cái này. Bác Kiến bác này, bác cho thư, nó đi chơi với Quang buổi chiều để nó đi mua sắm đồ chơi. Bây giờ tao xem, từ lúc mà cháu sang nhà bác bao nhiêu ngày tháng vừa qua, cái cả cái quất bác cũng nhận của nó. Sao bây giờ bác đồng ý cho nó đi mua dẫn, đi mua đồ Tết nữa. Không có sao đâu bác nhỉ? Không có đi cùng thôi. Thế bây giờ anh muốn như nào? Bây giờ ấy, anh muốn em bỏ nó luôn. Đừng yêu nó nữa. Em tin nó làm cái gì? Thế bây giờ kể cả tôi có xấu xa, tôi có đối xử đều với cả anh và mẹ anh em với tôi à? Anh vẫn yêu em trước giờ ấy, anh như thế nào em biết rồi đúng không? Anh vẫn yêu em. Còn bây giờ ấy, mày đi cho tôi làm gì? Mày cút luôn đi. Thôi từ từ anh. Bình tĩnh anh ơi. Thật ra từ trước đến giờ là bọn tôi với cả Thư chỉ là thử lòng ông thôi. Chứ mày ông cứ tưởng theo là thử lòng anh à? Tôi chỉ thử lòng thôi. Thử lòng nè để xem cháu có yêu cái Thư đúng rồi đấy. Không thôi. Nên là thật tất cả là chuyện thử lòng anh ạ. Có gì cả đâu bởi vì là đúng là nhìn nhà bác về mà thử lòng xem là cháu có yêu thương nhà bác thật lòng hay không. Ờ đúng rồi. Đấy, bởi vì là tư nhà tôi mà phải làm như thế. Mà đùa ông anh tôi như thật. Ôi thật, thật, thật ra như nào? Thật ra thử lòng anh ạ. Em nhờ cả bố và tất cả mọi người đấy. Diễn là lừa anh để em với Quang yêu nhau. Thấy chưa? Ông cứ nghe thử, ông phải nghe Thư nói đã. Thế hóa ra trước giờ là mày yêu chị Thư là đều là không phải yêu à? Không phải yêu mà đây là em của thử lòng. Làm sao làm yêu được Thư? Đấy. Thế đó, thấy chưa? Anh không hiểu là thế tại sao mày nói xấu anh? Mới thằng này nó nói xấu để thì lâu quá. Từ lâu quá. Anh như nào? Anh ơi, thế bảo thì phải diễn như có vẻ như thật. Diễn như thật đúng không? Đúng rồi. Không. Từ lâu mà. Bạn với cả mọi người đều chết đúng không? Đúng rồi. Anh chết thật không? 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 Bởi vì là em muốn anh xem yêu em thật lòng không? Bởi vì là hồi đấy anh như cái Nhung ấy. Đúng rồi, xem tình cảm thế nào. Sướng nhất anh Kiên nhá, sướng nhất chị Thư nhá. Ôi mai. Ôi mai. Ôi mai. Ôi mai. Ôi mai. Ôi bất ngờ quá, ông giật quay luôn à? Quay mà anh, ôi bất ngờ mà anh. Bây giờ biết à? Nhưng mà sao mà đây đến đánh nhau hả? Mà Quang ơi, khổ thật. Lấy một em chỉ vào cho anh tin thật thôi. Đấy, tôi giúp đỡ Thư mà bây giờ ông cứ đánh tôi thế này, tôi toàn thế bùm bụp rằng em. Đánh bùm bụp. Nhưng mà ai mà kể cả chúng mày luôn, chúng mày hóa ra, từ trước giờ chúng mày đều là... Nhưng mà thôi, tôi chỉ thiệt thòi tí để được cho tình cảm của hai bạn vui vẻ quen ngon. Rồi giúp bác thôi. Ôi, bác cũng giúp bác thử lòng à? Bác thử lòng. Bác biết mà. Đấy gì chứ, anh nào yêu chị cái đi. Nói chung là cảm ơn ông. Rồi, sao em phải thử lòng anh yêu em thật lòng sao phải thử lòng hả? Thì em sợ là anh không yêu em thật lòng, em sợ là anh có rất tình cảm cho đứa khác. Thế bây giờ tin anh chưa? Tin chứ. Nhưng mà công nhận là chị xấu xa như thế mà anh Kim vẫn yêu nhỉ? Đúng rồi. Sướng nhất chị Thư rồi. Không, căn bản nè, căn bản là tình yêu 4 năm rồi. Nó không có phải là tình yêu 4 ngày. Đúng không? Thế nên là dù mọi chuyện có như thế nào đi nữa. Thế nào đúng không? Thôi nói chung là Đây. Đây. Thật mà. Tại bây giờ vẫn còn cơ. Ôi không tin là thật luôn mọi người ạ. Thật sự là mọi người ơi. Thời gian qua là mình nhờ gia đình của mình và tem của Kiên Trỗi giúp mình để thử lòng Kiên Trỗi thôi. Chứ còn thật ra là mình với Quang không yêu nhau. Mình với Quang chỉ là chị em thôi, chị em chơi thân với nhau thôi. Chứ còn chúng mình... Thế hóa ra mày. Xử rồi. Xử rồi anh ạ. Xử rồi. Xử đi. Nói chung là như này là mình quá rất bất ngờ mọi người ạ. Thật ra mình không biết tự nhiên hôm nay nó đến đây nó lệ trở vờ như thế. Mình cứ tưởng thật hóa ra thời gian vừa qua là chúng nó đang bị lòng mình ơi, xem là anh như nào thôi. Mình lừa rồi. Sau mọi chuyện nó xảy ra thì mình mới biết là Kiên Trỗi yêu mình rất là nhiều luôn mọi người ạ. Ôi yêu lắm đi luôn đi. Thật sự là tình yêu này thì chưa ai có luôn. Nhưng mà tôi thấy tôi ví dụ yêu nhau thật không? Ơi, ơi, cảm thấy này, đập chầu đi. Em anh ấy chịu rồi, ai chẳng ghen. Đúng rồi, nhưng mà ông tôi thấy ông ghen thế ông mới yêu. Nhưng mà ai chẳng ghen bây giờ tí nhưng người khác yêu vợ mình ai chẳng ghen. Đúng rồi đấy. Đúng không? Yêu mới ghen chứ không yêu ghen cảm động nhỉ. Ghen mà. Chúc cả ông ấy.
Thôi, nói chung là cũng nói chung là như này là vui rồi. Tức là đây nhất rồi, nhưng mà may là mình cũng bên Thư này là vui quá. Bên Thư là đây là kiên trội mọi người ạ. Chỉ sợ là không được. Chúng mày nhớ tao nhá. Cái Rồi, chị Thư bế với chị Thư lên buồng đi nha. Ta đi lên phòng. Cho em bọn em mở một phòng ấy.